Xin chào các bạn. Tin tức Facebook 2020 xin chuyển đến các bạn bài viết Trịnh Văn Quyết thân Trung Cộng cỡ nào mà được Hải Nam Hàng không nhường hẳn chiếc Boeing tối tân cả thế giới thèm khát của tác giả Nam Anh tổng hợp đăng ngày 26 tháng 12 2019. Sau đây là bài viết. Dân tình đang há hốc mồm vì sao Bamboo của anh Trịnh Văn Quyết lại có Boeing 787-9 Dreamliner sớm thế. Đến cả hãng hàng không quốc gia cũng phải đói khát từng chiếc mà một hãng mới thành lập. Hỉ mũi chưa sạch như Bamboo Airways lại rầm rộ ăn mừng chiếc máy bay siêu sang đầu tiên của Việt Nam. Anh Quyết là thần thánh phương nào mà xuất chúng đến thế? Trên trang cá nhân, tỷ phú Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FLC vừa có lời dẫn khoe chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mang tên riêng Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long. Đây cũng là chiếc máy bay thân rộng đầu tiên của một hãng hàng không tư nhân Việt Nam. Trước đó, ngày 9 tháng 12, tại trung tâm bàn giao của Boeing tại South Carolina, Mỹ, tập đoàn máy bay Boeing và hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức sự kiện đón máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên về đội bay của Bamboo Airways. Đây là chiếc máy bay thân rộng đầu tiên trong thỏa thuận giữa Bamboo Airways và Boeing, mở màn cho loạt máy bay thân rộng sẽ liên tục về với đội bay vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Dự kiến đến tháng 1 năm 2020, hãng sẽ vận hành 4 chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. Trước tài xuất quỷ nhập thần của anh Quyết, đâu chỉ người dân mà cả các hãng hàng không Việt Nam đều nhìn anh Quyết với con mắt ngưỡng mộ. Ngay vào thời điểm mà các hãng hàng không khác đang đói khát từng chiếc, thì Bamboo Airways ring ngay một chiếc 787-9 mới keng về quảng cáo rùm beng, bội phục anh thật. Nhưng nhìn vậy mà chưa chắc phải thế. Theo điều tra, chiếc Boeing 787-9 đầu tiên mà Bamboo Airways nhận vài ngày trước có mã số nhà sản xuất MSN62736 nằm trong danh sách đơn hàng 30 chiếc Dreamliner mà Hanan Airlines đặt mua năm 2015. Hanan Airlines là Tây nó gọi, còn phiên âm ra tiếng Việt là hãng hàng không Hải Nam của các đồng chí tung của. Trước đó, Bamboo Airways cũng thuê hai chiếc Boeing 787-9 mang số hiệu 62725 và 62739 đã được khai thác bởi Hanan Airlines từ cuối năm 2018. Máy bay siêu lớn mà anh Quyết vừa hồi khoe lại là do đất Trung Quốc đứng ra đặt mua. Có thể thấy sự phát triển của Bamboo dường như gắn chặt và có sự giúp đỡ nhiệt tình của phía Trung Cộng. Không biết anh Quyết quan hệ thân sâu rộng cỡ nào mà được Hải Nam Hàng không ưu tiên nhường cho chiếc Boeing đang làm mưa, làm gió trên thị trường này nhỉ? Sau việc Bamboo Airways công nhận Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Quốc, thì nay lại được hàng không Hải Nam của Trung Cộng nhường hẳn chiếc máy bay mới và tối tân nhất để anh Quyết lấy số má trong ngành hàng không, khiến không ít người đặt câu hỏi. Phải chăng những lời đồn đoán Trịnh Văn Quyết đang ra sức thâu tóm bầu trời Việt Nam thay Trung Cộng là thật? Hỏi chấm. Liệu có phải mục đích của Trung Quốc khi rót tiền cho Trịnh Văn Quyết lập bằng được hãng hàng không Bamboo Airlines chính là đây? Hỏi chấm. Phải chăng bên cạnh khống chế hàng loạt bờ biển Việt Nam dưới chiêu bài mua lại các dự án ven biển của đại gia Trịnh Văn Quyết, thì nay Trung Quốc bắt đầu khống chế cả bầu trời Việt Nam? Hỏi chấm. Nam Anh tổng hợp. Đấy, các bạn thấy không? Cho như vậy, cho dù tàu cộng có bơm cho anh, cho Trịnh Văn Quyết bao nhiêu chiếc máy bay đi nữa, thì bây giờ đến mùa COVID, con corona,
virus Vũ Hán thì đội máy bay của anh chết rồi.